Mời bạn Nam. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Nam Thư và chào bạn bên cạnh. Chào quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Hoàng Dương, 31 tuổi, sống và làm việc tại Long An. Làm gì Dương? Em vận hành máy trộn bê tông. Mời bạn nữ. Em tên là Mạch Chuyên Ngân, năm nay em 27 tuổi và em làm kế toán tại Long An. Và gia đình em thì ở Sài Gòn. Em làm ở huyện nào? Dạ em làm ở huyện Cần Giuộc các anh. Cần Giuộc, còn em ở huyện nào? Dạ em huyện Cần Giuộc luôn. Trời đất ơi. Cái gì trùng hợp quá vậy, hay quá nè. Gần không? Hai bên hỏi đi. Em ở Cần Giuộc, ở xã nào em? Xã Tân Kim anh. Tân Kim ở gần anh ở xã Đông Thạnh. À. Tại sao bạn gái thì mình là sống ở thành phố Hồ Chí Minh mà làm việc lại tại Long An? Dạ thì tại vì công ty của em thì cái xưởng nó nằm ở dưới nên em phải làm ở dưới. Tức là em đi làm là em phải đi đi về về. Dạ đúng rồi, em có xe đưa rước của công ty. À. Bạn hãy nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết hát ba thể loại, giọng cổ, bolero với trẻ. Còn khuyết điểm của em là em hay quên với em bị sợ độ cao. Rồi bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ ưu điểm của em thì là em siêng năng, thích làm nấu ăn, nhưng mà em chỉ thích làm những cái món ăn vặt thôi, giống như là bánh trái cây chè thôi. Còn giống như nêm nếm đồ ăn thì em cũng không có được ngon cho lắm. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì chưa có mối tình nào anh. Tức là chưa yêu lần nào luôn em hả? Dạ. Ê cha. Còn bạn Nam, mình đã có mối tình nào vắt vai chưa? Em có hai mối tình nè chị. Tình đầu tiên thì em quen có mấy tháng à, cũng không hợp nhau rồi hai đứa chia tay. Còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai em quen được 3 năm. Lý do là hai bên gia đình có chuyện nên không có đồng ý với nhau. Rồi coi như cái số phận nó không có duyên rồi ha. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em không yêu cầu ngoại hình bạn gái mình. Em chỉ cần vui vẻ, hòa đồng với biết ông, biết bà, biết cha, biết mẹ. Cao thì cỡ 1m55 trở lên. Mày thì dễ nhìn thôi, không cần gì nhiều, mắt tai mũi miệng đầy đủ. Đơn giản ha, bạn nam cũng đơn giản thôi. Còn bên nữ? Thì cậu em thì bạn nam cao từ 1m7 trở lên, từ 70kg anh. Em 1m65 và 68. Bên đây có 68 mà, được không? Có vài độ mà anh. Có vài độ. Rồi gì nữa em? Ngoài ra là không có tính gia trưởng. Biết sửa chữa những việc, những dụng cụ lặt vặt ở trong nhà, giống như là hư cái bóng đèn hay cái ống nước hay gì đó cũng biết thay á anh. Cái đó làm được. Thì nhà em hát được 3 cái dòng nhạc luôn. Rồi bây giờ em lên giọng cổ nghe thử coi. Em ơi tháng 7 mưa ngâu có cầu ô tước trên dài ngân hà, chất nơi hồi ngô ngu lang sau một năm dài xa vắng. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng, góc gần vì ai gieo cánh đắng cay. Để giờ anh sống kiếp đơn côi, biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ tăm tối. Mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Hay quá. Hát hơi dài luôn, chịu mới chịu nha. Rồi, coi bên nữ có hát gì được không, đáp lại cái coi. Dạ, dạ mình bên mình có gì mình đáp trả nhà trai bên đó. Ừ. À, em thì em chỉ nhảy thôi chị. Vậy thì đợi. Đúng rồi. Xíu nào kéo rào rồi mình nhảy nha. Đúng rồi. Chứ mình giờ mình nhảy hồi mình nhảy qua rào nó kỳ. Đó. Trước giờ mình có người yêu chắc mình có hôn bạn gái mình rồi đúng không? Dạ có chị. À có nắm tay đúng không? Dạ có, hôn trước nắm tay còn. Trời ơi sao hay quá vậy? Em. Dạ. Em hôn bạn trai bao giờ chưa? Chưa chị. Bên này chưa nha. Em có tưởng tượng ra cảm giác mình hung là như thế nào không? Không biết. Không biết luôn. Chưa có kinh nghiệm nha. Hỏi coi có thích hung không? Em có thích hung không? Hung ở đâu mới được chị? Hung ở đâu mới được anh? Dạ hung má. Hung muốn hung đâu cũng hung luôn. À muốn hung. Tức là em muốn hung ở đâu? Đúng không? Có được phép lựa luôn hả chị? Ủa anh có được phép lựa luôn hả? À được luôn, em muốn lựa ở đâu? Vậy má đi chị. Má thôi nha. Rồi. Trời ơi nãy giờ thiệt cái chán ghê. Một chút xíu chia sẻ kinh nghiệm hung cho bạn gái nha. Dạ. Để anh qua xem coi nha. Chờ anh. Chờ anh gái. À, em đi làm xa như vậy rồi ngày nào cũng đi về về vậy đó hả? Dạ không, tại vì bên em thí dụ như làm xa vậy thì công ty có chính sách là sẽ được về sớm anh. Sau này giờ có nhà ở sẵn ở về dưới luôn không? Dạ cũng được anh, gần chỗ đi làm. Em không thích cái tật xấu gì của đàn ông? Dạ hút thuốc anh. Có không? Dạ không hút. Có không nha, thấy tại vì lúc trước một tháng em hút chừng một hai điếu, giờ em bỏ luôn. Rồi tốt. Điệu quá anh.
Nhiều ông đeo trang sức, đồ vuốt tóc bóng bẫy nhìn nó kỳ lắm. Có điều không? Nó có điều điều. Rồi, anh thấy cũng ổn đó ha. Bây giờ là mình hỏi ý kiến người thân đi, coi làm sao. Hôm nay Ngân tới đây, Ngân đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi một mình đó chị. Tại vì ở nhà thì em có dẫn em gái theo. Nhưng mà em gái em nó gần sanh rồi đó chị. Cái nó báo mệt nên không có đi được. Dạ. Có chị sẽ tư vấn cho em. Không sao. Bên đây mình đi với ai vậy em trai? Dạ, em đi với cha, với chú ba, với đứa em, con chú bác. À, rồi chào chú. Chào chú Huyền Linh với cô Nam Thư. Dạ, chào tôi chú. Tôi là cha của Hoàng Dương. Tôi thấy em gái này, cháu gái này cũng dễ thương. Mà có cái nghề ổn định này cũng tốt rồi. Mong hai đứa tác hợp với nhau tiến tới sâu hơn nữa. Cảm ơn chú nhiều. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Mở rào. Tới gặp mặt thì anh có quà tặng cho em. Dạ cảm ơn anh. Sao Ngân? Hồi nãy em nói nếu mà em có mặt nhảy thì bây giờ khi mà gặp mặt nhau kéo rào ra rồi mình nhảy. Dạ có chị. Rồi biểu diễn. Rồi dạ, biểu diễn liền. Biến nhạc. Vô. Oh yeah. Lên. Boy. Yeah yeah yeah. Kề nó dễ thương, nó nhẹ nhàng, giống đít quá. Em có cái điệu nhảy nào mà nó sung sung hơn, hiện đại chứ không? Dạ được anh. Thôi, nhạc hiện đại. Vô. Bạn trai có thể đứng dậy nhảy cùng bạn gái luôn. Dạ được. Đúng rồi đó, tung lên nha. Vô, vô, vô. Đúng rồi. Tới luôn. Tự do, tự do. Tự do, mỗi đứa tự do. Tự do đi, nhảy tự do đi. Vô. Vô. Hey. Hay quá. Vô. 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 Ba chị được. Hay quá. Yeah. Vỗ tay. Vỗ tay mọi người ơi. Đó mày. Cưới nhau rồi mà có cãi nhau mở nhạc là hai đứa nhảy là vui. Đứa nhảy giống như gạt nước. Không vui dễ thương rồi đó. Em cảm nhận gì anh như thế nào? Anh cảm nhận em như thế nào? Em thì muốn hay á. Anh chị cũng dễ thương nữa. Quan trọng đó là hai người phải tin tưởng nhau. Quan điểm của em là đôi khi mỗi người phải có một cái không gian riêng. Suốt ngày soi mói hôm nay đi đâu em đi đâu gì đó. Em không thích cái điều đó. Quan tâm quá phải không? Không phải quan tâm quá anh. Kiểu giống như trói buộc, ràng buộc nhau quá giống như thể hiện giống như cái tính gia trưởng anh. À đúng rồi. Anh tình cảm thì anh chỉ cần sự quan tâm, chia sẻ và lo lắng cho nhau thôi. Anh hay đi nhậu không anh? Cũng ít lắm. Nếu mà thường thì nếu công việc của anh á thì đi làm nguyên ngày hay sao? Thôi đúng rồi, anh đi làm 8 tiếng. Đi ca. 8 tiếng đi ca hay đi tiếng anh? Ca. Anh thì anh có thích đeo trang sức không anh? Cũng có đeo mà. Nhưng mà thấy đeo gì cũng cổ. Này đeo Phật. À. Đeo cho phù hộ thôi chứ không có gì hết. Anh nhà có lãng mạn không anh? Anh thì lãng mạn cũng ít chứ không nhiều. Ít là sao anh? Đó giờ anh quen bạn gái cũng anh cũng ít lãng mạn lắm. Thí dụ chẳng hạn như mấy cái lễ này thì cũng có tặng quà hay thôi chứ. Tặng quà thôi, thí dụ anh tại vì sở thích của em thì em hay thích đi lắm nhưng mà thì đi chơi đó, chơi tặng quà. Anh chỉ muốn sau này cưới em về anh có người để quan tâm chia sẻ những niềm vui với những nỗi buồn, những khó khăn trong cuộc sống. Em thấy người đối diện có hợp với em không? Dạ thì thế tính cách chứ cách nói chuyện là được. Em không quan trọng bề ngoài. Em thích điều gì của cô ấy? Em thích nhảy nãy. Thích nhảy vậy trời. Ấn tượng giờ vẫn thích cái nhảy không à? Nhảy đẹp quá hả? Dạ. Thấy vui đúng không? Dạ. Giờ nè,
hát câu bolero tỏ đúng tình rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, lầu kính trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi nhiều. Hay, hay quá. Bây giờ nè, anh nghĩ ra cái này bây giờ. Em thích cô gái này nhảy đúng không? Đúng em, anh. Em hát, cô gái nhảy, chồng hát, vợ nhảy cho nó ấn tượng nào. 2, 3. Con bấm xinh, con bấm xinh, con... Thôi đừng, đừng, đừng có nhảy mạnh rồi, quá, nhảy nhẹ nhẹ thôi. Nó múa trên mặt cho anh coi thôi, anh khoái múa. Rồi bắt đầu. 2, 3. Sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt, buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỏi em có hiểu có hay. Hay quá, vỗ tay. Bây giờ mình để tay vào nút bấm nè. Thực sự là mình phải có trách nhiệm với nút bấm. Suy nghĩ kỹ nha. 3 2 1. Hết thời gian. Vào. Yeah, rồi. Em cầm luôn. Mình sắp có một đám cưới và tiết mục là chú rể hát cô vô múa mọi người. Hết sức là thú vị nha. À, dễ thương lắm. Thôi nắm tay nhau đi nào hai bạn. Dễ thương á, chàng trai thật thà lắm nha. Anh thấy đây là một chàng trai rất là chất phác luôn đó. Nhưng mà nãy giờ múa rồi nói chuyện này kia, nhớ em tên gì không? Em hay quên. Múa hay quá quên tên luôn. Em gái nó nhớ chàng trai tên gì không? Trời đất ơi. Hai đứa nó hợp nhau ghê mọi người à. Quên tên rồi, nhắc lại cho coi nè. Đây là tên Dương. Tên Dương. Đây tên Ngân. À, Ngân. Đây là nha. Ở đây là thể hiện cái sự mình chủ động, mình tương tác, mình nói chuyện với mọi người thôi. Còn nội dung kỹ hơn thì sẽ có biên tập cho đội sau ha. Rồi mình bắt đầu với người đầu tiên ạ. À. Đầu tiên giới thiệu về mình trước ạ. À. Ngân Đức Phương hay là đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình là Bình Thân Cao, hôm nay mình 35 tuổi. Thì hiện tại mình đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Công việc của mình thì liên quan đến setup những hệ thống thức ăn nhanh. Hiện tại mình đang là Brand Manager cho hệ thống thức ăn sáng của Phúc Quang VA. Nói chung là ưu điểm thì dễ tiếp nhận, nhưng mà cái nhược điểm của mình là người rất là tàn nhẫn, và cái thứ hai rất kiểu lỗi bản thân và rất là nguyên tắc của chính mình. Rồi. Nên đồng ra nhiều người sẽ rất là khó chịu của mình. Rồi kể một số chi tiết tàn nhẫn đi nè. Rồi nghe này là dữ dằn lắm á. Ví dụ như là mình có thể là ngày hôm nay đã kết thúc cái câu chuyện tình yêu với một người nào đấy, thì ngày mai là người đấy sẽ không còn điều gì trong tâm trí mình. Không có để lại được. Vậy tốt mà. Và thường là nếu mà đã nói là chia tay rồi thì chắc chắn là không có cơ hội để mà làm lại. Không có năng nỉ, không có ý ơi. Bởi vì sao? Bởi vì là suy nghĩ rất là kỹ rồi. Chứ khi quyết định. Đúng rồi, đưa ra quyết định lý do, quyết định chia tay là đã là có lý do rồi. Và không có thích nói nhiều. Vậy đâu có phải là tàn nhẫn đâu, tưởng là tàn nhẫn là phải là đâu. Người này. Đối phụ nữ như thế mà không hề thích. Phụ nữ thì họ thích. Nhưng mà người đến sau thì họ sẽ thích. À, người đến sau chắc chắn thích rồi. Đúng rồi, cái người đến sau chắc chắn là họ sẽ thích. Tại vì họ thường họ sẽ không thích một người đàn ông, hay là kể cả người đàn ông cũng thấy họ không thích một người phụ nữ dây dưa với cái mối quan hệ trước đó. Tuy nhiên là người đến sau thì họ sẽ thích rồi, thì đấy cũng là một cái điểm mạnh của mình mà. Tôi tưởng là tàn nhẫn là tàn nhẫn cái gì, nó kinh khủng lắm. Rồi cái đó là hành hạ bản thân rồi này kia các thứ. Rồi cho hỏi là cái công việc của anh Cao là mình làm được bao lâu rồi? Anh làm đến đây 16 năm rồi, nhưng mà phát triển ra thương hiệu này được 11 năm. Một phút 30 giây là mấy cái xe bánh mì buổi sáng hả? Chính xác. Tất cả mà có con gái học cấp 1 đến cấp 2. Hay là đến cổng trường, tiểu học các thứ rất nhiều đúng không? Mình có nhượng quyền thương hiệu gì không anh? Có đúng không ạ? Mình thì hiện tại nhượng quyền đến 170 cái rồi. À, chi phí nhượng quyền một cái là bao nhiêu anh? À, hiện tại đến bây giờ là 150 triệu. 150 triệu? Bao gồm cả thiết bị dụng cụ và phí nhượng quyền trong 2 năm. Nhưng mà mình có quản lý trực tiếp về chất lượng không? Tất cả các phí nhượng chất lượng là do các bạn chỉ bán theo cái quy trình của công ty thôi. Còn bánh chai bên đây là công ty cung cấp hết. Rồi, ok. Tức là chỉ có mua lại thương hiệu đó
xác. Và không mình có làm gì ngoài chuyện là có tiền thôi. Tính ra công ty sẽ giải quyết hết. Đang nói bây giờ đây là nhượng quyền thương hiệu cách với phát triển kinh doanh chứ. Khoảng 200 điểm đến khoảng 170 điểm là nhượng quyền. Chắc có nhượng quyền cả cho bạn. Nhiều lắm, nhiều quá thì sao có rất nhiều. Mỗi thì sáu được mấy cái. Rất nhiều. Rồi. Ok. Rồi, về thì tình trường biết bao nhiêu cô gái rồi? Thật ra là trong cái bản đăng ký mình cũng có nói rõ. Đối với mình không có nhắc lại những cái gì phụ thuộc về quá khứ. Và hãy đó, để nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng cuốn trôi đi mọi thứ. Nhưng mà cũng nên gặp một bạn gái lần đầu tiên thì mình cũng nên là ok, đã trải qua bao nhiêu mối tình này rồi để cho người ta biết là lần sau người ta sẽ không hỏi được nữa. Mà cao nghĩ rằng là những người phụ nữ mà tới như vậy thường thường không bao giờ hỏi gì đó. Có chứ, những người phụ nữ rất là tò mò hỏi xem là anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi. À, chắc có xếp hai bàn. Xếp hai bàn. Vậy là đám cưới có mời lại không? Mà xếp hai bàn. Có nhớ gì nữa đâu mọi người, đã không còn liên hệ, không còn đấy thì chắc chắn là không mời rồi. Nhưng mà có mối tình nào mà sâu đậm hoặc là để lại cho bạn một cái ấn tượng mà... Quên à? Không nhớ gì cả. Thì mối quan hệ của bạn đã từng kéo dài bao lâu? 3 năm, 4 năm. Rồi 3 năm, 4 năm mà quên là quên luôn. Nói là quên liền luôn. Chính xác. Thế đó mình nói tại sao mọi người cứ kêu cao là quá tạm nhận. Và có một điều nữa là trong quá khứ thì có một chuyện là cái người phụ nữ đấy họ là kình tắc cho mình mà nói là bây giờ em sẽ tự tử. Mình chỉ trả lời một câu là nếu mà sinh mạng của bạn mà muốn không giữ được thì bạn cứ việc uống thuốc hay nhảy rồi đấy, chết cũng được, không sao hết. Trời ơi, đây cái này mới là tạm nhấn này. Nhưng mà chắc nói xong rồi cô đó sẽ suy nghĩ lại không có. À, cô ấy sẽ không nhảy, lý do là sao cô ấy biết rằng là chỉ hù mình thôi. Nếu mà mình năm thì biết đâu cô ấy nhảy thật đúng không? À, năm thì nhảy thật rồi. Rồi ok, bây giờ muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Cái mẫu người mà cao hướng đến là một người sống có cái suy nghĩ sâu sắc chút xíu và có một sự độc lập về quan điểm sống, không gần thuộc kiểu vậy. Mà cơ bản rằng là rõ ràng là người đàn ông nào cũng thích người phụ nữ chu toàn vì gia đình. Và đặc biệt một cái nữa là cái sự tinh tế của người phụ nữ sẽ kết nối được giữa bên ngoài và bên nội và cũng như những mối quan hệ của cái người đàn ông đấy. Vì sao mà nói vậy? Bởi vì là mình nhìn thấy cái người mà phụ nữ đẹp đẽ nhất đó là mẹ mình, làm rất tốt chuyện đấy, rất là tinh tế, giải quyết công việc của bên nội và bên ngoại. Ngoại hình thì sao? Ngoại hình tuổi thì cao nghĩ là khoảng trên 27 tuổi. Lớn hơn cao bằng 2 tuổi được không? Lớn hơn mình chỉ chắc cũng hơi khó. Tức là lớn trên 27 tuổi và dưới 35 tuổi? Dạ. Bằng tuổi được không? Không nên. Có thể là từ 27 đến 32 thôi là được. Không nên bằng nhau, mình nghĩ nó sẽ hơi phức tạp. Rồi. Cũng không có chiều cao thì có thể dưới 1m60 là được rồi. Không quá béo mà cũng đừng. Có một cái gu là nhất định không? Tức là mình có thần tượng một ai đó thì mình cũng không muốn là ở mẫu bạn gái của mình có cái ngoại hình na ná như vậy không? Cao nghĩ rằng người phụ nữ nên là chính họ là lúc đó họ đẹp nhất. Họ đừng giống ai. Tại nếu giống ai về nhà mở YouTube với lại Google xem cho nó tiện hơn để đi kiếm làm gì giống mình. Nước mà ở một bạn gái thì bây giờ là những cái này là về cái tính cách bạn đưa bên trên là nó đã đặc trưng cho lý do không trả lời cho bạn lý do em của bạn rồi đó. Mình thấy là bạn để trong cái profile là lý do ấy là lý do độc thân biết trước liền, như giờ mình biết rồi đó đúng không? Hơi khó mà tìm thật sự là mình khó khó sáng đường này vậy mà mình rất là kỷ luật bản thân mình. Đó cho nên là bây giờ là đưa những cái ví dụ như chương trình sẽ tìm cho các bạn những cái người mà có thể nhìn được bằng mắt thường trước đã. Ví dụ như tại sao đấy là hỏi về lý do về ngoại hình, quê quán, rồi tuổi tác, rồi công việc của họ. Thì bạn nên miêu tả một cách chi tiết hơn chút xíu nữa để chương trình có thể. Ví dụ như ở một người bạn gái, bạn ok, ngoại hình dưới 1m6 nhưng mà bạn có một cái yêu cầu gì về người ta không? Mắt như thế nào? Những bạn gái mắt to, mắt nhỏ hay là tóc dài, tóc ngắn hay là sao thì chương trình mới có thể định lượng được chứ. Tóc dài, tóc ngắn. Cái này không ấy được, chỉ phải sang một khuôn mặt dễ nhìn, ưa nhìn là được rồi. À, hình
dáng hơn gì nữa, đừng có gu thời trang xến xuống rồi này nọ nữa rồi. Cái nào gọi là xến xuống. Rồi về quê quán có bạn gái thì sao? Các nghĩ nếu mà là người ở tại Sài Gòn thì sẽ thuận tiện. Có nghĩa là vùng miền nào cũng được mà đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn thì vẫn được đúng không? Hay là có không thích vùng miền nào không? Cao có ưu tiên là người miền Nam. Rồi, ưu tiên người miền Nam. Okay. Có điểm gì không thích của bạn gái không? Điểm gì không thích của bạn gái? Mình nghĩ chắc chắn là ông đều không thích bạn gái ở cái chỗ là trách nhiệm mối quan hệ và có đức tính không chung thủy. Chắc là không người nông mình thích. Có hình xăm này kia là được không? Mình nghĩ là không nên. Rồi ok, anh Cao mình có tài lẻ hay năng khiếu gì không anh? Cao thì trước đây là vận động viên thể thao thì cũng có một số bộ huy chương nhất định. Về môn gì ạ? Taekwondo. Cao thì là chuyên đi phượt rất là nhiều nên là kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn của Cao là tương đối rất là tốt. Và mình là người thường nhận lời mời đi truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên của các trường đại học với góc độ là một người của doanh nghiệp. Nên là khả năng hoạt ngôn và nói chuyện của Cao và truyền tải thông điệp của Cao thì nó tương đối là rõ ràng. Rồi ok. Lý do vì sao mà anh Cao lại muốn đăng ký tham gia chương trình? Mình nghĩ rằng là cái cơ hội là do chính một bản thân mình nó mở ra chính mình thôi. Còn cái kênh nào đó là tùy mình lựa chọn. Tất nhiên là chưa biết là sau khi bước vào cánh cửa này về nhà có ai hay không mình chưa biết. Nhưng mà cái cơ hội mình phải tự tạo ra. Và chương trình là một trong những nơi có thể là mình biết đâu tìm được những người mà chi kỷ. Ok, cảm ơn anh Cao đã chia sẻ rất là chủ động những cái thông tin này. Sau đây thì là sau cái buổi cắt này nếu mà có cô gái phù hợp với mình á thì chương trình sẽ chủ động liên lạc với mình và sắp xếp những cái giờ rất cụ thể để mình có thể tham gia và gặp được những cô gái mà chương trình ép đôi cho mình ha. Dạ rồi, cảm ơn anh Cao rất là nhiều. Cảm ơn.